Điện tán chào ông bà cô chú anh chị bạn đến kênh nha. Cả nhà ơi, hôm nay hết xin hôn. Hôm nay hai chị em của mình nó được kênh cô gái quê là kênh của chị Liễu ở nhà mời đi qua ăn mừng nước bạc với chị Liễu. thì bữa nay hai chị em mình cũng sửa soạn rồi, cũng chuẩn bị đi. Thì chút xíu nữa mời ông bà cô chú anh chị của các bạn cùng đi theo cuộc hành trình của hai chị em mình nha. Cái nhà mới cho mình lên phà thôi. Thì hồi nãy đi với Sương nhưng mà Caramel chạy công tay cho nó không quay được cái nhà ơi, cho nên là giờ Caramel nó chở mình lại mình quay. Quá trời, hôm nay lạnh luôn. Đi dáng này đi qua chị Liễu cũng 9 giờ mấy rồi, chị Liễu mà 10 giờ cũng gần tới nhà rồi. Đây là cái đường cảnh quê ở bên nhà chị Liễu. Lạnh quá. Rồi. Hello. Hello cả nhà. Hello. Ủa đi đâu vậy? Đi ăn chợt. Đi ăn chợt thôi. Có ai mời không? Không biết nữa, đi qua ăn chợt không phải đâu. Nãy chạy ngang rồi thấy cái đám gì đây nè. Cái vui quá, ghé vô. Quay lại ghé vô luôn. Lại ghé vô. Không rồi. Biết có ai nữa. Đây, đậu xe đây nè. Đó. Gì? Hạ dốc xuống giật bên đầu. Đạp số 1 bên đầu. Đây, giờ mời Nguyễn vô nha. Hôm nay đi ơi. Ai lâu bữa nay không có bạc với cô bé quê đồ. Bữa nay mình được mời đi ăn chợ cả nhà ơi. Đó, ông bà cô chú chị bạn vô đây nè. Hello cả nhà. Đây, ủa đẩy mấy bàn hả? 10. Ồ đẩy 10 bàn cả nhà. Đây, đi bàn đây. Ủa quá đẹp luôn. Trời ơi, biết chừng nào có album này cả nhà. Xin vé. Đây nè, cái này quan trọng nè. Xin vé nghe. Xin vé, trời ơi xin vé. Cầm được không? Đây. Đây. Không biết tới khi nào mới tới chị Hương Nguyệt miền Tây. Xin vé. Trời ơi. Đảo quá à. Nhất là bánh kem nha, bánh kem nước bạc đồ. Dữ dằn không? Quá dữ. Nè chụp cái album mừng nước bạc. Album chỗ này có hình nữa nha. Quá dữ. Full hình. Mới coi rồi sáng. Quá đẹp. Nè thấy không? Nhất lắm. Quá đẹp. Năm sau nha, năm sau tới nha. Trời ơi, biết tới ngày này biết lâu lâu nữa. Năm biết hay là hai năm. Giờ mình đi lại khách lại thôi. À, đồ ăn nữa cả nhà. Cái này là heo quay hả chị Liễu? Đúng rồi, nãy qua chợ mới bưng con heo vô chặt ra luôn. Ồ, bảo là sớm chặt con heo. Chặt heo á. Ừ, qua sớm xin vé con heo ăn. Đúng rồi, xin vé. Biết nào có con heo quay ha nha. Gán đi, năm sau có rồi. Đây, những thực đơn của mình không? Bà cô chú anh chị tất cả bạn. Ủa chứ hôm bữa chị nhắn tin cho em á, chị nói là qua đây chị đãi kho quẹt gì đó. Hôm bữa mình sẽ đãi là cơm mẻ chấm chua chát, kho quẹt chấm rau sống, còn hủ qua xào, yêu bà cô chú. Chỉ đãi mình ơi thu quẹt thôi, còn khách thì mình đãi khác. Rồi, nước mắt quá. Cái này là bàn khách thôi đó chứ hồi tôi vô bếp tôi ngồi tôi ăn giống á. Vô bếp còn nặng hơn. Thì cả nhà ơi, nó giỡn cả nhà thôi, thì hôm nay mình sẽ đãi là
một con heo quay, và món thứ hai đó là món mực né, món thứ ba là tôm hấp bia, món thứ tư là trâu nhúng mẻ, món thứ năm là lẩu, món thứ sáu là gắn hầm đu đủ, món thứ bảy là đúng bảy trái cây. Ba dữ, trời ơi, chưa uống bia uống rượu này kia mà nghe mọi thấy say quá. Chuyến này đi về chắc lên mấy kg nữa nha. Nhớ ăn nhiều nhiều vô nha, ăn tròn tròn một xíu hơi ốm á. Rồi bây giờ mấy chị em mình sẽ đỡ khách vô, mình nhập tiệc thôi, quá trời thèm rồi. Đây thì bây giờ khách vô cũng đông rồi cho nên là mình cũng nhập tiệc rồi. Ở đây hình ăn món đầu tiên á là món món heo quay. Heo quay cái gì? Vô chú hai ơi. Mình hỏi rồi, mình hỏi. Đây mình sẽ ăn với mình hỏi chấm với nước mắm hằn. Đây mời ông bà cô chú anh chị cạn ăn mình nha. Còn trong chén mình có miếng thịt sẵn rồi. Mình sẽ mời cả nhà ăn nha. Đây thì ở trong kia thì có mấy bạn nữa. Sao em vừa quay cô đó quê đây. Ăn miếng heo quay để dạ giòn vía. Chắc không giòn đâu. Giòn không, chắc không giòn đâu. Nó không hồi đồng kìa. Hello ông hồi đồng. Hello Hồ Nguyệt miền Tây. Vô cái nè. Vô. Vô. Vô đi em ơi. Vô. Vô cái nè, vô. Vô. Không say không về nha. Sẵn đi ngủ luôn. Bữa nay đi ăn chật đã ha. Tự nhiên được các bạn ăn chật ngon. Đi ăn đi ăn chật là lúc nào cũng ngon chứ. É lên lỗ ngộ. Có tiêu hết miếng của ta rồi. Rồi ăn đi, ăn đi. Rồi ăn đi vô bàn, rồi ăn đi. Này món ăn đi cái nhà ơi. Quay. Em không có ngại đâu. Dạ, mình suốt một năm qua mình sẽ cố gắng thi. Thì một lần nữa mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, tất cả 100+ ngàn cái team luôn yêu thương mình nha. Thì mình xin chân thành cảm ơn các cháu ta. Cái đi đi. 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô.
Cả nhà ơi, thì cuối cùng cũng tàn tiệc rồi, bây giờ còn mấy anh em ngồi đây chơi thôi. Thì chuẩn bị hai chị em chuẩn bị về, tại vì cũng về hết trơn rồi, thì hai chị em mình đi ăn thì cũng được à. Tặng cho mấy cái áo đây. Đây. Đây là áo bản hiệu của cô Ré Quê cả nhà. Thấy đẹp không? Đó thì cuộc hành trình của mấy anh em mình tới đây thì xin khép lại cho cả nhà. Phương Nguyệt xin cảm ơn bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video. Cả nhà hay nhớ like, đăng ký, nhấn chuông ủng hộ Phương Nguyệt nhiều clip mới. Hẹn ông bà cô chú anh chị bạn clip sau. Xin chào. Xin chào.